Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn tải game Hung Resort trên PC với phần mềm giả lập nha. Đây là một tựa game có mặt sân màu nha. Và điều đầu tiên để tải được game này trên máy tính thì các bạn cần phải sử dụng một phần mềm giả lập, và link tải phần mềm giả lập đó thì mình để trong phần mô tả. Các bạn click vào phần mô tả, ở trong phần bình luận sẽ có một đường link. Sau đấy nó sẽ chuyển các bạn sang trong web này để các bạn tải giả lập đó về nha. Đây, các bạn chỉ cần click vào nút màu vàng này để tiến hành tải về nha. Đây, sau khi tải về xong thì các bạn nhấn hai lần liên tiếp vào file để nó hiện lên bảng này nha. Chọn một cài đặt nhanh để tiến hành cài đặt lên máy tính nha. Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở phần mềm giả lập này lên giúp mình nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Và mình sẽ mở trực tiếp lên cho các bạn luôn. Vì mình đã cài đặt xong rồi, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây, khi mở lên các bạn sẽ thấy nó có giao diện nó như thế này. Các bạn chọn vào phần setting app giúp mình nha. Đây, cái phần chỗ này chỗ con trai chụp mình đang quay đây, các bạn click vào. Sau đấy chọn Play Store hoặc CH Play nha, cái biểu tượng này giúp mình nha. Sau đấy các bạn đăng nhập tài khoản Google Play Gmail của các bạn vào ấy, tài khoản Google Gmail của các bạn vào giúp mình nha. Sau khi đăng nhập vào xong thì nó sẽ có giao diện nó như thế này. Và các bạn click vào ô tìm kiếm ở bên cùng này, chọn Hung Resort. Tiếp đến các bạn kéo xuống chọn vào cái game Hung Resort World này giúp mình. Và vẫn chưa chơi được game nhau đâu nha các bạn cần phải tải nó về nha. Các bạn vừa click vào nút install này, ở chỗ này có chữ cài đặt. Các bạn click vào giúp mình và đợi tí để game tiến hành tải về nha. Khi nào tải xong thì có nút play này, ở chỗ này có chữ mở, các bạn click vào là có thể bắt đầu chơi game nha. Còn game này thì có dung lượng 143 MB, cũng nhẹ chứ không nặng lắm đâu, thời gian tải cũng khá là nhanh. Và bây giờ các bạn có thể xem mình trải nghiệm game này nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ nha. Nếu có ý kiến gì các bạn cứ để lại trong phần bình luận nha, mình sẽ hỗ trợ giúp cho các bạn nha.